Sỏi thận có rất là nhiều loại khác nhau. Nếu mà phân theo thành phần tính chất thì bao gồm sỏi oxalat, sỏi axit uric, sỏi canxi, vân vân, rất là nhiều dạng. Tuy nhiên, tóm lại là sỏi thận nếu gây ứ nước thận là một vấn đề cần phải giải quyết triệt để và giải quyết cấp bách. Còn lại một số tình huống nếu mà sỏi thận nhỏ thì mình có thể điều trị nội khoa bằng cách uống nhiều nước, uống các loại thuốc bào mòn sỏi chẳng hạn, nếu nó chưa gây ứ nước thận. Phương pháp điều trị sỏi thận hiện nay cũng có khá là nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, tùy một tình huống sỏi nằm ở vị trí nào ở thận, sỏi có gây ứ nước thận hay không và kích thước sỏi bao nhiêu mà mình lựa chọn phương án điều trị hợp lý. Tuy nhiên, tùy cái kích thước sỏi và tùy cái tình huống cụ thể thì bác sĩ sẽ đưa ra một chỉ định chính xác cho bệnh nhân, chứ không có một công thức nào cố định cả. Nếu mà sỏi thận chưa gây ứ nước thận thì một chế độ sinh hoạt hợp lý, thể dục thể thao đầy đủ và uống nhiều nước là một chế độ sinh hoạt chuẩn trong điều trị sỏi thận. Chế độ dinh dưỡng thì hạn chế các chất kích thích như cà phê, hạn chế các thực phẩm quá giàu canxi, rồi hạn chế rau muống và một số thực phẩm, ví dụ như uống sữa một độ vừa phải, uống sữa nhiều quá cũng không được tốt. Người đang bị sỏi thận nên thăm khám sức khỏe định kỳ, có thể là 3 tháng một lần để đi siêu âm kiểm tra và chụp X quang hệ tiết niệu để kiểm tra hệ tiết niệu. Khi có một cơn đau quặn thận cấp, nghĩa là có một ứ động và tắc nghẽn trong đường tiết niệu, nếu để lâu thì có thể gây hỏng thận. Sau khi điều trị sỏi thận, nếu chế độ sinh hoạt không thay đổi, nếu bạn không uống nhiều nước và bạn quay về một cái chế độ sinh hoạt cũ thì khả năng tái phát sỏi là khá là cao. Vì cơ địa của bạn là đã tạo ra sỏi rồi thì cũng có khả năng đã tạo sỏi tái phát trở lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.